thì đó là lá cờ vàng mà đã thấm máu của 300.000 chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa. Và hôm nay chúng ta cần phải kêu gọi anh em trẻ chúng ta nên dấn thân. Lá cờ này sẽ tồn tại và sẽ về Việt Nam. Dù có một người chúng ta cũng phải đi. Tầm rạng danh chính nghĩa quốc gia. Tận nhân lực đi thiên về. Cố gắng. Dù còn có một hai người cũng phải cầm cái ngọn cờ đó mà đi. Chứ không bao giờ để cho Cộng sản rơi rình rập. Ngày 10 tháng 6 năm 2023, bạn có thể donate bằng cách scan QR code hay là gửi check về địa chỉ dưới đây. Chế độ có thể thay đổi, nhưng dân tộc chỉ có một. Hãy thể hiện lòng yêu dân tộc vào lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng tự do và bản sắc dân tộc. Mong mọi người hãy cùng chung tay cho ngày 10 tháng 6 năm 2023, ngày diễn hành văn hóa quốc tế được tổ chức tại New York. Hãy cùng chung tay ủng hộ ngày diễn hành văn hóa quốc tế ngày 10 tháng 6 năm 2023. Ủng hộ bằng giao tới email vacpny@gmail.com, ghi cho VACP. Ủng hộ bằng cách vào trang mạng www.vacp.us, ủng hộ bằng chat cho VACP, xin gửi về địa chỉ VACP 1809 Pauling Avenue, Tupelo, Bronx, New York 10462. Quý vị vẫn có thể liên lạc với đại diện ban tổ chức luật sư Nguyễn Thanh Phong 9178872061, ông Lê Thanh Diệu 646463438, ông Lê Thanh Liêm 561460798, nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh 9728045985, mục sư Nguyễn Công Chính 714468 3409.